Đến bài 2 nhá, là các em làm như sau này. Bài này các em cũng tự chọn nhá. Thế là gì? Các em chọn team retrospect hoặc là team tùy chọn, đúng không? Không chọn team blank presentation này và cũng không chọn các team là team office nhá. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ trình bày đầu tiên là ta giới thiệu về bản thân. Nhá, gồm có họ tên sinh viên này, mã sinh viên này, lớp ổn định này, lớp độc lập này nhá. Đấy. Đang học đúng không? Rồi chuyên ngành, khoa trường đang theo học. Thế là giới thiệu bản thân nhá, sau đó giới thiệu tiếp về gì? Về trường, về khoa, về ngành đào tạo đang theo học nhá, các nét đặc trưng của ngành đào tạo đúng nhá. Đấy, nhá. Thế thì dữ liệu các em lấy ở đâu đúng không? Trong cái đề này là ta không có cái dữ liệu cho cái bài 2 đúng không? Thế thì các em sẽ lên mạng, các em sẽ lấy. Thì ở đây ấy, là chúng ta có thể vào cái trang haui.edu.vn nhé. Wow, thế đây là các cái thông tin về trường. Thế còn nếu như mà các em muốn vào các cái ngành, chuyên ngành của mình, đúng không? Ví dụ như là mình ở khoa tài chính kế toán chẳng hạn, đúng không? Đấy, thì mình vào ví dụ kế toán kiểm toán này, mình vào khoa đây. Đấy, thì ta xem các thông tin tin tức ở đây, đấy, các thông báo sự kiện đây, logo của khoa ngành không có, ta lấy logo của trường nha, được chưa? Đấy, thì ta sẽ làm nha, và cần thiết thì các em có thể mở rộng ra cơ hội việc làm, có cái thì các em mở rộng ra thêm trên mạng nha, giới thiệu về cơ hội việc làm. Yeah, thì ta mở rộng và tìm kiếm ở trên mạng được phù hợp với ngành của mình. Yeah, làm xong người ta cũng ghi file, đổi tên file trên PDF. Thế lưu ý bài thuyết trình nhá, là có sử dụng slide master này để ta tạo logo với nhãn của khoa này, thay đổi nền cho tiêu đề đề này, nền thì tùy chọn đúng không? Nha. Yeah. Đấy, rồi gì? Thiết lập hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slide, slide thì trang trí nha, và gì? Tất cả các slide đều có hiệu ứng chuyển tiếp hoặc hiệu ứng động nha. Đấy, bây giờ các em làm nha.